đấy nha. Vãi đạn ông Vinh, ông nhà ông ở kho bom à? Ông chẳng bom à? Nhà ông ở chẳng bom trong Biên Hòa phải không? Ông về trong Biên Hòa Đồng Nai đúng không? À, nhà ông ở chẳng bom Đồng Nai đúng không? Phải nhà ông ở chẳng bom không? Ông lỗ ghê thế. Có Phạm thật. Thiên, đậu xanh chiêu Trần bị gái CG múc nhục. Cọt nói thật với anh em luôn, ngày trước ấy cọt đi học cấp 3, gái trong lớp viết thư cọt quá trời quá đất luôn. Cọt còn toàn phải trốn anh em ạ. Cấp 3 rồi đấy, lớp 10 ấy, thời lớp 10 ấy. Cọt toàn phải trốn thôi anh em ạ. Ngày đấy bọn nó đánh nhau ghê lắm. Thế cọt đi học xa trường ấy, nó viết CG thư Thọ Vlog, cấp 3 giờ nó mời tiệc cưới tẻ le hết luôn. xong rồi cọt còn bị đấm oan trận anh em ạ. Bị mấy ông giang hồ, giang hẹo ở trên thành phố nó quay đến nó đồng quá anh em ạ. Còn không đấm được thằng nào cả, nó đấm nó còn te tua luôn. Thời này mà cứ đấm nhau phát là mất tiền ngay, nhưng thời trước đấm nhau không sao nhỉ. Chiêu Chan, đậu xanh anh Kiên người ta theo đuổi em. Đấm nhau te le tùm lum luôn. Trước cũng đấm nhau tè le luôn. Cấp 3 đấm nhau, bọn nó đấm nhau tè le tùm lum. Cọt thì chẳng bao giờ có đánh người hay là gì cả anh em ạ. Thề nó đấm nhau tùm lum tà la luôn. Đấy, đấm nhau. Đấm nhau khác luôn. Khác luôn. Đây, 15 triệu điểm hôm nay khó rồi. Nhà tôi ở Việt Nam, con gái nó xếp hàng nguyên một con phố. Đó là lúc tôi ngủ mơ à? Có ai? Ngọc Linh, anh Cọt lại ngồi nói phét toàn lái run rồi, mặt Nó cười phép nhăn thì anh răng. nói thật mà, câu chuyện này thật đấy. Ngày xưa cái con bé đấy nó ở trong lớp anh, nó thích anh. Con bé đấy xinh nhất lớp luôn. Xinh nhất lớp luôn. Viết thư cho mình. Cứ nói yêu mình biết yêu đâu, Chiêu Chan, Linh ơi nổ địa chỉ. mình ở quê mình có biết yêu đâu, trong khi con em đấy nó yêu mấy anh rồi, hay là nó yêu mấy mấy cái bạn nhiều tuổi hơn, nhiều tuổi hơn nó rồi, nó có kinh nghiệm, nó viết thư tỏ tình mình. Nghĩ nó cày bị đánh oan trận, bị thằng đầu gấu ở trường nó xúc cái trận. Sau này chơi thân với nhau vãi đạn. Sinh nhất lớp, tôi nói thật bạn luôn, ngày xưa lớp trưởng lớp Vinh Nguyễn, cái tên Vinh hơi gầy cũng linh mà có ấy, mặt cười lộn ruột. Ok, Vinh hơi gầy à, cái gì nhỉ, anh em không tin lớp trưởng còn cũng tán này, lớp gọi là cái gì bí thư cũng tán này. Đấy, người cầm sổ đầu bài tán này, tán hết anh em, tán gái cả lớp luôn. Tán gái cả lớp luôn. Lớp có em gái nào tán hết. Yêu thì cứ yêu, say thì bỏ đi. Ở đôi khi ta gặp nhau, họ để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Con tim mang lăng thân thương một người không hề toàn tình. Chiêu Chan, đậu xanh em có y sư như anh Kiên đâu. Tàn có chén không em, mà có mà dám cầm tay thôi, cầm tay véo má các kiểu, hôn cũng dám hôn anh em, nói thật với anh em, hôn CG cũng Thọ Vlog, đậu xanh anh đánh cả sao đỏ múc luôn đầu gấu, mặt cười lộn ruột. Cờ đỏ là à, đúng rồi, sao đỏ đấy, gọi hay có sao đỏ ấy. Sao đỏ là 15 phút đầu giờ ấy.